Rồi đến Thiên Đồng. Sao Thiên Đồng này thầy hay gọi nó là một sao là phúc tinh. Khi này sao Thiên Đồng rất tốt, đúng cung phúc đức. Và nó nằm ở những thế hãm tối miếu vượng đắc thì thầy có ghi hết rồi. Nhưng sao Thiên Đồng mà hãm địa thì rất cần tuần triệt đồng để cho nó sáng lên. Và sao Thiên Đồng ý nghĩa của nó cũng là nằm trong tròm nam đầu tinh, nó là dương thủy nhá. Và nhóm là các tinh, phúc tinh, thọ tinh. Có sao Thiên Đồng là sống thọ lắm, sống dai, chủ về phúc thọ và phúc đức. Và sao này là tượng trưng cho người thầy dạy học, thầy cúng, thầy bói. Đấy, sao này tượng trưng như thế. Về sự việc ấy, thì nó nói về sự ẩm thực, bánh trái, đồ ăn vặt. Về đồ vật, nó là đồ chơi, ống nước, rãnh nước, y phục, giải trí. Ở đất cát thì nó tượng trưng cho hoa viên, miếu thổ địa, nơi thờ cúng. Ở bệnh tật thì nó là bàng quang, bệnh thoát vị, rồi đường ruột. Màu sắc thì sao Thiên Đồng tượng trưng cho màu trắng. Và sao Thiên Đồng là nó là phúc khí. Và nó là tượng trưng cho cái sự cải cách, hiền lương, tử tế. Nó là cái bộ cơ nguyệt đồng lương. Đương nhiên là nó sẽ rất thích đi với những chòm sao tốt rồi. Sao tốt là sao gì? Tả phủ hữu bật, văn xưng văn khúc, thiên khôi thiên việt, ấn quang thiên quý, hóa khoa hóa lộc hóa quyền, rất thích đi như thế. Nhưng mà nó bất lợi khi gặp kỵ tinh, riêng thằng Thiên Đồng mà gặp hóa kỵ là vứt, nhỏ lắm. Sợ thiên mã, ông Thiên Đồng muốn nhút nhát thì sợ tử ngựa, sợ hỏa tinh với linh tinh. Tính thì nó là phúc tinh mà, nên nó sợ cái sự hung hiểm, hung họa. Hai cái thằng kia nó ngỗ ngược quá, hỏa tinh với linh tinh, kình dương là những sao ngỗ ngược, không phù hợp với những người nho nhã, phúc đức, tử tế, lương thiện như Thiên Đồng.